Thưa quý vị, thưa các bạn, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam vừa được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn. Đây là năm thứ năm liên tiếp triển lãm được tổ chức với quy mô lớn và toàn diện nhất trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm ở Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại trực tiếp thực hiện. Với lượng khách tham quan đạt trên 20.000 lượt người, trong đó có hơn 17.000 lượt khách thương mại trong nước, quốc tế mỗi kỳ, triển lãm Việt Nam Food Expo đã chứng tỏ là cầu nối giao thương hiệu quả, giúp các doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm nhà phân phối, tạo nên những cơ hội kinh doanh với chi phí bỏ ra không quá lớn. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu về thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm ra thị trường. Triển lãm Việt Nam về công nghiệp thực phẩm Việt Nam năm 2019 so với những năm trước thì cũng có một số những cái điểm mới. Cái điểm mới thứ nhất đó là ngoài cái việc trưng bày các cái sản phẩm có thế mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam thì có rất nhiều những cái hoạt động hỗ trợ, bổ trợ đi kèm, ví dụ như là cái hội nghị quốc tế về công nghiệp thực phẩm Việt Nam và với cái chủ đề là cái nông sản Việt Nam để có thể vượt qua được những cái rào cản kỹ thuật của cái các cái thị trường mà hiện nay chúng ta đang có thế mạnh để xuất khẩu. Rồi là cái diễn đàn và cái hội nghị để kêu gọi về xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, trong cái ngành công nghiệp thực phẩm quốc tế của Việt Nam. Và chúng ta cũng đã tổ chức được rất nhiều những cái nhà thu mua lớn, những đại siêu thị của Việt Nam và quốc tế, ví dụ như là Amazon, rồi là như là CJ của Hàn Quốc, rồi Lotte và rất nhiều những cái hãng khác, và ngay cả Việt Nam thì như là Sài Gòn Co-op, rồi Vinmart, Hapro, Satra vân vân, là đều có những cái buổi làm việc trực tiếp và bàn thảo với các doanh nghiệp Việt Nam để thu mua những sản phẩm của hàng về nông sản thực phẩm của Việt Nam. Cái điểm thứ hai mà năm nay chúng tôi cũng đánh giá là tích cực là có rất nhiều các cái doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia của Việt Nam tham dự, thì đây là những cái doanh nghiệp đã được lựa chọn là đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2018 vừa qua và mang những sản phẩm hết sức là chất lượng để tham gia vào triển lãm lần này. Và một cái điểm thứ ba mà chúng tôi cũng đánh giá đó là cái khối lượng mà các doanh nghiệp của nước ngoài đăng ký để vào tham quan, bàn thảo và mua hàng ở ngay tại cái triển lãm này là tăng rất nhanh. Năm 2019 này thì số lượng doanh nghiệp mà của ở nước ngoài quốc tế để đăng ký vào tham dự đã tăng hơn 100% so với năm 2018. Đấy, và cái điểm cuối cùng là tôi nghĩ là đánh giá là cái công tác chuẩn bị cho cái triển lãm này, nhất là cái việc tổ chức cái giao thương cho các cái doanh nghiệp mà chúng ta vẫn gọi là B2B giữa các doanh nghiệp của tham dự triển lãm cũng như là các doanh nghiệp của Việt Nam có những cái cuộc gặp gỡ tiếp xúc ở ngay tại triển lãm thì cũng đã được chuẩn bị rất là chu đáo. Và chắc chắn là với sự chuẩn bị như vậy thì chúng tôi tin tưởng là triển lãm quốc tế về công nghiệp thực phẩm Việt Nam năm 2019 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp và mang lại hiệu quả thiết thực cho các cái doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Hội chợ Thực phẩm Việt Nam Food Expo 2019 và chúng tôi cũng đánh giá cao những sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm. Tôi nhìn thấy cái cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Đức và các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực là ví dụ như là phân phối các sản phẩm của Đức ở tại Việt Nam hoặc ngược lại là nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Đức và thị trường Thuringen. Và cái hội chợ Food Expo này là một cơ hội tuyệt vời để cho các doanh nghiệp gặp gỡ và trao đổi thông tin và học hỏi lẫn nhau và để đi tiến tới một cái hợp tác cụ thể trong tương lai, và chúng tôi sẽ đồng hành hỗ trợ cái công việc này. Tôi thấy Việt Nam Food Expo rất hiệu quả. Tôi đến đây đã gặp được nhiều đối tác Việt Nam có thể hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. Các đối tác Việt Nam, các bạn hàng Việt Nam rất thân thiện, nên tôi cảm thấy rất vui vì được hợp tác với các bạn. Tôi có nhu cầu nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam để cung cấp cho thị trường Canada. Tôi hy vọng nhiều nông sản của Việt Nam sẽ có mặt tại thị trường Canada và Bắc Mỹ. Bên cạnh các doanh nghiệp Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nổi tiếng của nước ngoài cũng hiện diện tại triển lãm như FZMB Đức, Turati Italia, Kumkaya Thổ Nhĩ Kỳ, Ono Food Match Nhật Bản, Superdry Singapore. Không chỉ thu hút đông đảo các doanh nghiệp, Việt Nam Food Expo 2019 còn có sự tham gia của các hiệp hội, ngành hàng, trung tâm xúc tiến thương mại địa phương.
Phát triển kinh tế bền vững là một trong các mục tiêu của Liên Hiệp Quốc. SweTrade nhằm kết nối 3 triệu doanh nghiệp trên toàn cầu với thị trường. Trong khuôn khổ SweTrade tại Việt Nam thì chúng tôi có cái hợp phần liên quan đến nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp về hậu cần, cũng giống như là hỗ trợ các hệ sinh thái giúp cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường. SweTrade đã lựa chọn được 15 doanh nghiệp, SweTrade đã lựa chọn được 15 nữ doanh nghiệp tham gia cái hội chợ Food Expo này và có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây là một bước để giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn trong cái việc xuất khẩu, cũng giống như là lên sàn của SweTrade. Việc tham gia hội chợ lần này nó có ý nghĩa rất là lớn đối với doanh nghiệp về vấn đề kết nối thị trường. Thì đây là một cái hội chợ mang tầm vóc quốc tế và rất là nhiều đối tác cũng như là các người mua hàng muốn tìm những nguồn hàng chất lượng mà giới thiệu tới khách hàng. Thì đây là các cơ hội mà doanh nghiệp tìm được khách hàng của mình và đúng đối tượng khách hàng của mình. Được hỗ trợ từ bên SweTrade về cái việc vấn đề đi hội chợ này thì doanh nghiệp thấy rất là phấn khích, tại vì là nó giúp doanh nghiệp rất là nhiều. Doanh nghiệp là một doanh nghiệp vừa và nhỏ và cái vấn đề kinh phí khi mà tham gia hội chợ này cũng rất là hạn hẹp. Thì vậy được sự hỗ trợ của SweTrade về gian hàng đi hội chợ là nó một điều rất là tốt. Và khi mà tham gia hội chợ này thì doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với khách hàng hơn, có nhiều cơ hội để giới thiệu những sản phẩm tới những khách hàng hơn và tìm nhận mình nó có đối tác mà gọi là uy tín. Công ty tập đoàn IDD là mang có thương hiệu là Hang Coffee và chúng tôi rất là tự hào là một cái sản phẩm cà phê Việt mà sạch, quản lý từ nguyên vật liệu từ vùng trồng cho đến là sản xuất và phân phối. Do vậy và rất là mong muốn rằng là qua những cái hỗ trợ như thế này có thể mang đến cái thương hiệu cà phê sạch, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng đến rất là nhiều cây tường Việt Nam cũng như các bạn quốc tế. Thật ra tập đoàn IDD cũng đã có những hoạt động xuất khẩu cà phê sang các nước, ví dụ như là các thị trường Đông Âu, có chi nhánh ở Trung Quốc và hiện nay là chúng tôi đang phát triển ở thị trường nội địa. Và vì vậy tôi rất là mong muốn là mang được cái sản phẩm cà phê sạch này đến rất là tận tay người tiêu dùng. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều sự kiện bên lề như hội nghị quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam kết hợp giao dịch thương mại Việt Nam Food Forum 2019, hội thảo xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam, cuộc thi pha chế cà phê Best Coffee Concept Maker, lễ trao chứng nhận ấn tượng Việt Nam Food Expo 2019. Cùng thời gian địa điểm với Việt Nam Food Expo 2019 là triển lãm quốc tế công nghệ thực phẩm Việt Nam 2019, Foodtech Việt Nam 2019, với 100 gian hàng về máy móc, công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất, hỗ trợ phát triển thị trường thực phẩm bền vững tại Việt Nam.